Biết đâu quý vị có ai là người lần đầu tiên dự lễ Giáng sinh không? Không, mình đã, ai cũng đã trải qua nhiều lần dự lễ Giáng sinh rồi. Và những bài hát hoặc cả những câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta vừa xem vừa nghe thì đã mô tả lại phần nào đó câu chuyện Giáng sinh xảy ra cách đây hơn 2.000 năm như chúng ta biết. Và buổi chiều hôm nay, hòa lòng với cả nhân loại khắp nơi ở trên thế giới, chúng ta cùng cử hành lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa. Trước khi tôi mời quý vị bước vào những câu hỏi của Giáng sinh, thì một lần nữa chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa Thánh Giêsu vì Chúa quá yêu chúng con, cho nên Chúa đã đến để chết thế cho chúng con. Và khi Chúa Giáng sinh, các thiên sứ đã loan báo một tin lành, và đó là tin vui mừng cho toàn thể nhân loại. Đa số chúng con ngồi trong phòng nhóm của chị hôm nay đã kinh nghiệm được tin mừng đó, nhưng con tin rằng còn có một số vị có thể chưa kinh nghiệm được tin mừng của Giáng sinh, và cũng còn có những thắc mắc, những câu hỏi về lễ Giáng sinh. Buổi chiều hôm nay con cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng và phán dạy để chúng con thấy rõ được ý nghĩa của lễ Giáng sinh, và cá nhân mình sẽ kinh nghiệm được phước hạnh Giáng sinh mà Chúa dành cho chúng con hoàn toàn hơn ngày. Chúa dạy dỗ và mở trí chúng con trong thời gian này. Chúng con xin cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu tôi hỏi quý ông bà anh chị em tóm tắt lễ Giáng sinh trong hai chữ thôi, thì quý ông bà anh chị em sẽ nói hai chữ gì? Tóm tắt lễ Giáng sinh trong hai chữ. Có ai muốn thử không? Hả? Tôi nghĩ rằng chúng ta hơi ngại để nói không? Nhưng mà lễ Giáng sinh là gì? Ai trong chúng ta tôi vừa hỏi thì cũng đã ít nhất là một lần đã dự Giáng sinh trước đây rồi, bây giờ dự tiếp, có nhiều người cả hàng chục lần rồi. Nhưng mà Giáng sinh là gì? Hãy suy nghĩ về điều này. Lễ Giáng sinh có ý nghĩa gì đối với quý vị? Tôi muốn chúng ta suy nghĩ chút lát về điều này, để chúng ta thấy được trong mùa Giáng sinh năm nay có một ý nghĩa đặc biệt cho cá nhân mình về lễ Giáng sinh. Đối với người Việt chúng ta thì có ba, khi nói đến Giáng sinh có ba cái từ mà chúng ta thường nghe, đó là Giáng sinh hay là Noel. Trước đây Việt Nam thường thì chúng ta thường nghe chữ đó, hoặc là Christmas. Noel trước đây ở Việt Nam được gọi là Noel là bởi vì nó phát xuất từ cái tiếng Pháp, và có nhiều bài hát với tựa đề Noel, giống như cái bài chúng ta hát ban đầu đã, tất cả hát là Noel mùa yêu thương, thay nó Christmas mùa yêu thương thì nó là Noel mùa yêu thương, vân vân. Và cái chữ Noel nó phát sinh từ cái chữ Latin, nó có nghĩa là ngày sinh, Deo Birth. Và có lẽ vì vậy mà cái chữ Giáng sinh của chúng ta được dịch từ cái chữ Noel. Và chữ Noel khi dịch ra tiếng Anh đó là Christmas. Thật sự thì trong Kinh Thánh không có cái từ Christmas. Nó là một từ Anh ngữ và nó có cái nghĩa rất là độc đáo, đó là Mass of Christ hay là Christ Mass. Đó là ý nghĩa của cái chữ Christmas trong tiếng Anh. Và cái chữ này nó bắt nguồn từ cái chữ Latin, nó có nghĩa là The Lord's Supper, hay là tiếng Việt chúng ta thường gọi là tiệc thánh. Và nếu cái chữ này dịch theo nguyên nghĩa của nó và đúng nghĩa của nó đó, thì nó có nghĩa là cái chết hy sinh của Chúa cụ thể. Nếu chúng ta nói là Merry Christmas thì theo nghĩa đen là chúng ta nói là chúc mừng cái chết của Chúa Giêsu một cách vui vẻ. Chúng ta quen cái chữ Christmas nhưng mà ít khi nào chúng ta suy nghĩ được không? Merry Christmas nghĩa là chúc mừng cái chết hy sinh của Chúa cụ thể. Có ai nói cái chết rồi mình chúc mừng không? Nhưng mà thật sự nó trên ý nghĩa thuộc linh nó đúng. Khiến tôi ở Hy Lạp thì chữ Giáng sinh của Hy Lạp đó là Christogenia, nó gồm có chữ Christo tức là Christ, và Genia tức là birth. Và người Hy Lạp họ chúc là Kala Christogenia, cái là ngày chúc lễ Giáng sinh tốt đẹp.
mỗi ngôn ngữ đều có những ý nghĩa khác nhau để mô tả lễ Giáng sinh. Và buổi chiều hôm nay tôi muốn mời quý bạn chị chúng ta cùng suy nghĩ lại về câu hỏi của lễ Giáng sinh. Ai trong chúng ta khi học tiếng Anh thì chúng ta biết rằng tiếng Anh có 7 cái chữ mà chúng ta ai học cũng biết đó. Thứ nhất là when, tức là khi nào, hay là cái tiếp đó là where, ở đâu, what là điều gì, và who là ai, hay là who's cho ai, rồi why là tại sao, và cuối cùng đó là how's. 7 cái chữ này nó là 7 câu hỏi của lễ Giáng sinh mà tôi muốn trình bày buổi chiều này. Trong câu kinh thánh quen thuộc mà chúng ta vừa nghe đọc, Luca đoạn 2 câu thứ 11 thì ghi rằng: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Những câu kinh thánh này, đặc biệt trong câu kinh thánh này và những câu kinh thánh chúng ta nghe đọc, nó trả lời 7 cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu ra. Thứ nhất là lễ Giáng sinh đã khi nào? Kinh thánh nói rằng ấy là hôm nay, bắt đầu là hôm nay. Hôm nay dĩ nhiên nó không phải là hôm qua, và nó chỉ đại diện cho những gì xảy ra đang ở đây và bây giờ. Trong khi ngày mai thì nói về sự chuẩn bị, và chính Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự kiện này rất là nhiều năm, và cách đây 2000 năm nó đã diễn ra. Nhưng mỗi năm chúng ta đều cử hành lễ Giáng sinh. Tôi muốn quý vị suy nghĩ rằng Giáng sinh đâu phải là cái chuyện của 2000 năm trước, mà Giáng sinh là cái chuyện của hôm nay. Không phải đợi đến mỗi năm vào dịp cuối tháng 12 thì chúng ta mới dự lễ Giáng sinh. Nhưng mà tôi hy vọng rằng quý vị trong lễ Giáng sinh này sẽ kinh nghiệm được Giáng sinh là hôm nay đối với cá nhân mình. Trước đây có một ông tên là Andy Park, ông là người Anh, và ông là rất là thích lễ Giáng sinh. Cho nên ông nói mỗi năm ăn Giáng sinh một lần đó thì nó không có đủ, nó không đã. Cho nên ông ta vào năm 1993 thì ông ta đã bắt đầu ăn mừng Giáng sinh mỗi ngày. Mỗi ngày ông ta đều ăn mừng Giáng sinh, và ông làm đủ các thủ tục của một ngày lễ Giáng sinh. Thí dụ như là ông ăn mỗi ngày, bắt đầu ăn 6 cái bánh nhân thịt, một cái sandwich gà, sau đó đi làm trở về giật 40 cái pháo, rồi quay con gà quay, ăn chơi với chai rượu dâu, rượu sâm ban, rồi tặng quà, gửi thiệp, rồi tặng quà every day, mỗi ngày như vậy, và kéo suốt cho đến 23 năm. Và cho đến khi chúng ta có thể tưởng tượng mỗi ngày mà ông ăn bao nhiêu đó thì nó như thế nào. Cho nên bác sĩ khuyên ông ta là không nên tiếp tục nữa, bởi vì ông ta hơi lên ký quá nhiều. Và ông ta mới dừng cái ngay vài năm thôi, và nó chi phí tốn cho ông ta là hơn 2 triệu bảng Anh trong 23 năm qua để mà dự lễ Giáng sinh mỗi ngày. Mỗi ngày ông ta ăn những thứ đó, và ông ta cũng tặng quà, ông ta tặng cho chính mình mỗi ngày đó một cái áo vest, hay là một cái bộ áo nào đó. Cho nên nó tốn kém như vậy. Và ông nói là sống cuộc đời trọn vẹn và hưng phấn, có nghĩa là mừng Giáng sinh mỗi ngày. Dĩ nhiên tôi không có khuyên quý bạn chị em mừng Giáng sinh mỗi ngày giống như ông Andy Park, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được Giáng sinh mỗi ngày ở trong đời sống của mình. Trước đây thì ca sĩ Sia của Mỹ có một bài hát là Every Day Christmas, mỗi ngày là lễ Giáng sinh, và trong đó có những câu hết sức là ý nghĩa. Nhưng mà điều tôi muốn nói quý bà chị em, khi nào lễ Giáng sinh đã xảy ra, khi nào thì lễ Giáng sinh xảy ra hôm nay trong đời sống của mỗi chúng ta. Thứ hai là lễ Giáng sinh xảy ra ở đâu. Chữ ở đâu của lễ Giáng sinh rất là quan trọng, bởi vì nếu không trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ dễ thất vọng. Và thiên sứ báo cho các gã chăn chiên rằng hôm nay tại thành David. Nếu tôi hỏi quý bạn chị thành David ở đâu thì có lẽ một số người không biết, nhưng mà cái gã chăn chiên này thì biết ngay, bởi vì họ đang chăn chiên ở bên ngoài thành David, và thành đó có tên là Bethlehem, và đây là một thành phố thật.
chuyện Chúa Giêsu giáng sinh xảy ra tại một nơi thật, một thành phố thật, và chúng tôi cũng có dịp tới đó 3 lần rồi trong những năm qua. Thành phố này cách Canberra 14.000 cây số và nó vẫn hiện hữu cho đến ngày hôm nay. Chúa Giêsu giáng sinh không phải là cái chuyện xảy ra ở trên trời hay là cái giữa lòng đất hay là chỗ nào, nhưng mà đó là cái chuyện thật, và đây là cái chỗ mà Chúa Cứu Thế đã giáng sinh, tại thành của David hay là thành Bethlehem. Việc Chúa Giêsu giáng sinh tại thành Bethlehem cũng đã được các tiên tri nói trước hơn 700 năm. Tiên tri Michê ông ấy này: ngươi hỏi Bethlehem ở Ephrata, ngươi nhỏ bé không ra gì giữa các thị tộc Juda, nhưng từ ngươi sẽ ra cho ta một người sẽ trị vì trên Israel, gốc gác của người đã có từ ngàn xưa, từ vô cực trong quá khứ. Trong kế hoạch của Đức Chúa Trời thì Ngài đã chọn Bethlehem làm nơi giáng sinh của Chúa Giêsu. Bethlehem được gọi là thành của David, lý do bởi vì đây là nơi chôn nhau cắt rúng của vua David, một vị vua vĩ đại của dân Israel. Và ông đã sinh ra tại đây, và ông cũng đã đăng quang vua cũng tại nơi này. Và bởi vì Joseph là dòng dõi của David, cho nên cũng đến thật Joseph ở Nazareth, nhưng mà cũng đến đây để đăng ký, vì để đó Chúa Giêsu đã giáng sinh ở tại thành Bethlehem, thành của David. Như chúng ta thấy, vì Joseph đang ở thành Nazareth miền Galilee cũng phải trở về thành David, tên là Bethlehem trong miền Giu-đê, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của vua David. Chúa Giêsu giáng sinh ở đâu? Giáng sinh tại thành của David, hay là còn gọi là Bethlehem. David là một người, cái thánh gọi là người vừa lòng Đức Chúa Trời, người được Chúa Trời vui thích, ưa thích. Và bài học cho chúng ta đó là Chúa Giêsu giáng sinh ở một thành phố mà quê quán hay là nơi đăng quang của một người Chúa vui lòng. Vì vậy giáng sinh không phải là cái chuyện nó xảy ra ở bên miền Trung Đông, xứ Do Thái, hay là thành Bethlehem bây giờ thuộc về Palestine, ở cái nơi xa vời nào đó. Nhưng mà giáng sinh xảy ra ở tại đây, tại trong tâm lòng của mỗi quý bạn chị em mà thôi. Cho nên giáng sinh xảy ra khi nào? Xảy ra hôm nay. Xảy ra ở đâu? Xảy ra tại trong tâm lòng, trong đời sống của mỗi người chúng ta. Câu hỏi thứ ba đó là điều gì đã xảy ra trong đêm giáng sinh? Quý bạn chị em có khi nào đang ngủ nửa đêm mà có người điện thoại để báo một cái tin gì đó không? Và nếu nửa đêm mà có ai điện thoại cho mình để báo cái tin gì đó thì chắc chắn đó là một cái tin hết sức là quan trọng. Có ai nửa đêm ngủ và có người điện thoại báo tin cho biết rằng vợ mình mới vừa sanh, hay là con mình mới vừa sanh, hay là chị mình mới vừa sanh, em mình mới vừa sanh không? Tất cả chăn chiên họ nhận được cái tin đó trong đêm giáng sinh. Và cái nánh nói rằng Thiên Sứ báo rằng hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một ngày cụ thể. Cái chữ ngày được đã sinh đó, trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đã được sinh ra, hay là đã ra đời, hay là đã giáng sinh. Sự kiện đã sinh ra là một sự kiện không hề nhỏ, nhất là việc sinh ra của một nhân vật cực kỳ quan trọng và được nhiều người trông đợi. Người Do Thái họ đã trông đợi sự sinh ra của Đấng Mêsia mấy ngàn năm rồi, và bây giờ Thiên Sứ báo cho biết rằng đã sinh ra. Ngày 10 tháng 8 năm 1810, khi Hoàng hậu Marie Louise, vợ của Đại đế Napoleon của Pháp, sắp hạ sanh người con đầu lòng, thì toàn thể dân chúng ở tại kinh thành Paris và toàn nước Pháp hồi hộp chờ đợi cái biến cố ngày sinh ra của dân chúng, của con của vua đó. Và mọi người ở điện Versailles đều hỏi thăm tin tức. Các bà mệnh phụ, phu nhân và những người phụ nữ thì phục dịch trong hoàng cung để ở trong tư thế sẵn sàng giúp người mẹ và đứa con sắp chào đời. Họ chuẩn bị 2 chiếc giường. Nếu hài nhi sinh ra là hoàng tử thì họ đặt trong chiếc giường màu xanh da trời, và nếu là công chúa thì họ đặt ở trên chiếc giường màu hồng.
Và cái đô Paris của Pháp đã tặng cho hài nhi mới sinh một chiếc nôi bằng vàng và bằng ngà voi. Quần áo và tã dành cho hài nhi con của đại đế Napoleon sắp sinh đó, nó trị giá 300.000 quan Pháp thời đó. Tôi không biết bao nhiêu bây giờ nhưng mà tin chắc là rất là lớn. Và sau những giây phút hồi hộp chờ đợi thì toàn dân Pháp hân hoan khi hay tin rằng hài nhi sinh ra là một hoàng tử. Và chính Napoleon đã trực tiếp báo tin cho tất cả thần dân về việc sinh ra của hoàng tử. Và họ đã bắn 101 phát đại bác để báo tin rằng hoàng tử đã sinh ra. Và tại kinh đô của Paris thì dân chúng đổ xô ra đường phố nhảy mừng và hoàng đế đã có người nối nghiệp trong tương lai. Và hoàng tử này được đặt tên là Napoleon đệ nhị. Nhưng mà lịch sử thuật lại rằng hài nhi này không được hạnh phúc lâu dài. Vì sau năm đó thì Napoleon đã bị thất trận, bị cướp ngôi và bị chết trong cảnh lưu đày. Còn Napoleon đệ nhị thì đã qua đời khi mới được 21 tuổi. Nhưng trong đêm, hoàng tử của thiên đàng, con của vua trên một vua, chúa trên một chúa sinh ra thì không được con người chào đón như cái cảnh này. Không có cái nô bằng vàng, nhưng phải nằm trong chuồng chiên máng cỏ. Không có 101 phát đại bác. Nhưng bởi vì đây là sự kiện sinh ra rất là quan trọng, một người, một đấng đang chờ đợi đã được sinh ra, cho nên các thiên sứ ở trên trời đã... Và tôi tin rằng trong suốt 20 thế kỷ qua không có ca đoàn nào mà hát cái bài Giáng sinh hay bằng ca đoàn thiên sứ trong đêm đó. Không có 101 phát đại bác, nhưng mà có cái bài hát của cả thiên sứ, ca đoàn thiên sứ, thiên binh cùng hát để tôn vinh Đức Chúa Trời. Và họ hát gì? Họ nói là vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất cho người ngài thương. Cho nên cái việc sinh ra này liên hệ đến cả trên trời lẫn dưới đất, tất cả mọi người. Và việc sinh ra là một tin mừng cho cả nhân loại. Đó là lý do mà thiên sứ nói rằng tôi đến báo cho các anh một tin mừng và tin này đem lại niềm vui cho mọi người. Việc sinh ra của Chúa Giêsu xảy ra trong đêm Giáng sinh là tin mừng cho tất cả mọi người, bao gồm quý vị và tôi. Tôi không biết bao nhiêu quý vị đã từng kinh nghiệm được tin mừng hay là niềm vui hay sự vui mừng của lễ Giáng sinh thật sự. Nếu chưa thì tối đêm nay đó là cơ hội cho quý vị. Giáng sinh là một cơ hội để mỗi người chúng ta kinh nghiệm được điều kỳ diệu xảy ra cho chính cá nhân mình. Kinh nghiệm được niềm vui lớn mà Chúa Giáng sinh đã đem đến. Câu hỏi thứ tư đó là ai? Đấng Giáng sinh đó là ai? Và thiên sứ nói rằng hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi ai? Một đấng cụ thể là Christ, là Chúa. Quý bạn cho em có để ý thấy cái câu trả lời cho câu hỏi who hay là ai này đó, nó có đến ba cái câu trả lời. Ai đã sinh ra trong đêm Giáng sinh? Đấng cụ thể Christ, Chúa. Đối với con cái Chúa, tôi nghĩ rằng rất là quen thuộc đối với câu kinh thánh này. Và có lẽ chúng ta không có để ý sự khác nhau giữa ba cái từ này. Nhưng mà thật sự ba từ này khác nhau. Và đó là lý do mà thiên sứ báo tên cho các gã chăn chiên mình đó. Thứ nhất là ngài là đấng cụ thể. Cái chữ cụ thể ở trong tiếng Hy Lạp hay là ở trong tiếng Anh đó là có nghĩa là đấng giải cứu, hay là savior hay là sophia trong tiếng Hy Lạp. Nếu quý ông bà anh chị em phạm tội với Đức Chúa Trời thì quý ông bà anh chị em phải cần một đấng cụ thể. Quý ông bà anh chị em không cần thêm một giáo chủ, nhưng quý ông bà anh chị em không cần một triết gia, quý ông bà anh chị em không cần một tổng thống hay một vị vua, nhưng mà quý ông bà anh chị em phải cần một đấng cụ thể. Và khi báo tin cho Joseph ở trong Matthew đoạn 1 câu 21 thì thiên sứ cũng nói là người sẽ sinh một trai và người khác đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha tội cho quý vị và tôi mà thôi. Và chính Đức Khổng Tử cũng đã nhận biết điều này, cho nên ông nói là hoạch tội ư thiên vô sở đảo giả, có nghĩa là phạm tội với trời
thì chỉ có trời mới có thể tha được mà thôi. Và đó là lý do mà Chúa cũng thế đã sinh ra để tha tội cho quý ông bà anh chị em. Bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài nói rằng con người, tức là chính Ngài ở thế gian có quyền tha tội. Đấng sinh ra trong lễ Giáng sinh là ai? Đó là Chúa cũng thế, là đấng có quyền tha tội. Thứ hai đó là Ngài là Christ. Cái tiếng Anh chúng ta đọc theo tiếng Anh là Christ. Nhưng cái chữ này trong nguyên ngữ Hy Lạp đó nó là Christos, hay là nó cùng ý nghĩa với cái chữ Messiah ở trong tiếng Hebrew. Và tất cả những cái chữ này nó có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Christ hay là Chris hay là Christos là đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời. Theo phong tục người Do Thái thì khi một người được chọn làm vua, khi một người được chọn làm thầy tế lễ hoặc tiên tri thì người đó phải trải qua cái phong tục sức dầu để được bổ nhiệm vào trong chức vụ. Và đấng Giáng sinh đó là Christos hay là Christ hay là Messiah là đấng đã được chính Đức Chúa Trời sức dầu để bổ nhiệm. Người Do Thái họ đương chờ đấng này, nhưng mà họ không hiểu rõ khi đấng này đến sẽ làm gì. Họ nghĩ rằng khi đấng Messiah đến thì sẽ giải cứu họ khỏi cái thống trị của La Mã. Nhưng mà thật sự khi đấng Messiah là đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời đến thì Ngài đã giải cứu không riêng gì dân Do Thái mà cả nhân loại, không phải khỏi ách thống trị của La Mã, đế quốc La Mã, mà khỏi ách thống trị của tội lỗi và quyền lực của Satan. Đó là ý nghĩa của chữ Christ. Và danh xưng thứ ba chúng ta thấy cũng có đề cập đến ở đây, đó là Ngài là Chúa. Cái chữ Chúa này trong tiếng Hy Lạp đó là Kyrios, hay là trong tiếng Hebrew đó là Yahweh. Nó là cùng từ với cái chữ mà chúng ta dịch là Jehovah, đó là cái danh xưng của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tự hữu hàng hữu là Yahweh hay là Jehovah. Và cái chữ này dịch ra tiếng Việt của chúng ta đó là Chúa, nó mang cái ý nghĩa đó. Các tiên tri Ê-sai cũng nói trước về điều này. Ông nói rằng vì có một con trẻ sanh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không ngừng. Khi các môn đồ của Chúa Giêsu cũng như chúng ta là những người tin Ngài mà gọi Chúa Giêsu là Chúa, chúng ta cần ghi nhớ và cần ý thức điều này là chúng ta đã trao cho Ngài cái sự tôn kính cao nhất và hiểu rằng Ngài là vua, Ngài là đấng chủ thể, Ngài là Messiah. Gọi Ngài là Chúa nói tóm lại là công nhận thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và đấng Giáng sinh là đấng cứu thế để giải cứu chúng ta khỏi tội, là Christ hay là Christ là đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời để bổ nhiệm vào công tác này. Và Chúa là đấng có thẩm quyền trên đời sống của mỗi người tiếp nhận Ngài. Dùng từ Chúa để bày tỏ thái độ đầu phục vào quyền lực cao cả. Và Chúa Giêsu nói rằng ai gọi Ngài bằng Chúa thì phải làm theo lời Chúa phạt. Cho nên gọi Ngài là Chúa hay là gọi Ngài là Chúa Giêsu Christ hay là Jesus Christ là nói rằng Ngài là vua do Đức Chúa Trời gửi đến và Ngài là đấng có quyền tể trị trên đời sống của chúng ta. Từ này rất là quan trọng. Chứ đồ Phaolô ông nói như thế này: vì nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Để được cứu, mỗi người phải xưng Chúa Giêsu là Chúa, công nhận Ngài là vua, là Chúa, là đấng chủ thể trên đời sống của mình. Và đó là ý nghĩa của chữ ai ở trong đền Giáng sinh. Và cho ai? Sự kiện này xảy ra để dành cho ai? Tin vui mừng này xảy ra được dành cho ai? Thiên sứ nói rằng hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi. Những ai trông đợi con đó, nhất là các ông chồng sau khi lập gia đình một thời gian mà chưa có con đó, thì thường nói với bà vợ là em ráng sanh cho anh một thằng cu hay là một cái công chúa. Hay là vợ nói là em đã sanh cho anh một hoàng tử.
hay là đứa con là món quà của vợ chồng đó trong đời. Nhưng mà hài nhi Giê-xu đó được sanh ra không phải cho Joseph, không phải cho Mary, là đôi vợ chồng đó. Nhưng mà Thiên Sứ nói rằng cho các ngươi, tức là cho các gã một đồng. Hãy nghĩ đi, khi Thiên Sứ báo tin cho biết rằng đấng cũng thế Christ Chúa giáng sanh cho các ngươi, các gã chăn chiên và những người của thần thần hạ thấp ở trong xã hội. Và ý Thiên Sứ cũng nói rằng là cho tất cả mọi người, bởi vì trước đó thì Thiên Sứ cũng đã báo tin biết rằng đây là tin mừng cho tất cả nhân loại. Và sau khi Thiên Sứ báo tin cho các gã chăn chiên thì bất ngờ cả lục đạo thiên binh xuất hiện trên bầu trời, và đây là bằng chứng cho thấy rằng một Thiên Sứ đã mang tin mừng, nhưng cả đoàn Thiên Sứ đã đáp lại tin mừng đó. Và Thiên Sứ nói rằng bỗng nhiên một đạo phiên binh xuất hiện cùng với Thiên Sứ ấy ca ngợi Đức Chúa Trời rằng vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất cho người Ngài thương. Trước hết và trên hết, Đức Chúa Trời được vinh hiển bởi con trẻ này. Và thứ hai, bình an sẽ được bất cứ nơi nào đón nhận khi con trẻ này được nói đến. Cho nên có hai cái mục đích vĩ đại của việc Giáng sinh của Chúa Giê-xu, đó là vinh hiển dâng lên cho Đức Chúa Trời và sự bình an trải rộng cho những người tiếp nhận. Cho nên xin chờ chúng ta chú ý cái cụm từ cho người Ngài thương. Đấng cứu thế, đấng được sức dầu, đấng chủ thể sinh ra không chỉ riêng cho các cả chăn chiên hôm đó, mà cho tất cả những người Ngài thương. Mà như tôi nói, các gã chăn chiên không phải là những người có ảnh hưởng trong xã hội, họ chỉ là những người hạ lô trong xã hội. Họ ăn, họ ngủ chung với các con phố và chắc chắn có thể có những mùi hôi. Nhưng mà đấng cứu thế đã sinh ra cho hạ người đó. Trong đêm phước hạnh, tin mừng vĩ đại đã được truyền cho những người đó. Người chăn chiên là dấu hiệu của sự chấp nhận của Đức Chúa Trời với tất cả con người. Trong khi không ai cũng đến với họ, thì Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đã đến với họ. Với những người thấp nhất, Đức Chúa Trời đã ban sự cao nhất của Ngài. Với người bị bỏ quên, Đức Chúa Trời đã ban sự chú ý của Ngài. Và với người nghèo, Đức Chúa Trời đã ban sự giàu có của Ngài. Cho nên xin quý vị hãy lắng nghe. Tin lành được dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng có những tín đồ, nhưng mà cho tất cả mọi người, cho những người mà Đức Chúa Trời thương, tức là những người được đẹp lòng Ngài. Lý do tại sao Chúa Giê-xu phải giáng sinh? Kinh Thánh cho biết rằng con người đã phạm tội và xa cách Đức Chúa Trời và ở dưới án phạt. Và tội lỗi khiến cho con người xa cách, họ lầm lũi ở trong cuộc sống và cuối cùng sẽ gánh lấy số phận chết đời đời này quả ngục. Con người cố gắng tìm đường để trở về với Thượng Đế, với Đức Chúa Trời, nhưng mà bất khả thi. Và người ta nói rằng trên thế giới ngày nay đó, các tôn giáo có thể tính được ra có đến 4.200 tôn giáo. Nhưng không tôn giáo nào thành công trong việc đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Và dùng cái từ ngữ bình dân của chúng ta, đó là nhân loại bó tay. Nhưng cảm ơn Chúa, với hoàn cảnh đó thì Kinh Thánh rằng đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa cũng thế đã đến đúng lúc để chết thay chúng ta là người tội lỗi xấu xa. Do việc sinh ra thành trở thành xác thịt, trở thành một người chúng ta và sống cuộc đời tròn vẹn, cho nên Chúa cứu thế Giê-xu đã có thể chết thay cho chúng ta và trở thành đấng cứu chuộc của chúng ta. Do chúng ta không thể tự cứu mình được nên Chúa đến và mang sự cứu rỗi cho chúng ta. Đáng lẽ tất cả quý vị và tôi đều phải chết đời đời nơi quả ngục. Nhưng thật bởi tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ơn của Ngài đối với chúng ta qua việc ban Chúa Giê-xu giáng sinh xuống thế gian để chịu chết thay cho chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương, tình yêu của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho chúng ta qua điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con mà được sống. Giáng sinh là sự kiện của hôm nay, của hiện tại. Giáng sinh xảy ra tại thành David, tức là nơi một người có tấm lòng với Đức Chúa Trời. Giáng sinh xảy ra với việc đấng cứu thế
đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời, đấng chủ tể đã được ban xuống cho tất cả mọi người, bắt đầu bằng các gã chăn chiên và cho muôn dân. Và sở dĩ Chúa Giêsu phải giáng sinh là bởi vì con người không thể tự cứu được. Cho nên chúng ta dự lễ giáng sinh, chúng ta nhớ những sự kiện đó. Và câu hỏi đặt ra cuối cùng đó là làm thế nào để cá nhân quý bà kia mà tôi có thể kinh nghiệm được phước hạnh này. Trong câu 15 của phần đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe đọc thì nói rằng: sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Sau khi nghe thiên sứ báo tin, các người chăn chiên không hề ngồi lại đó để bàn với nhau là cái này nó có thiệt không, bàn với nhau là mình có nên đi tới Bethlehem không, bàn với nhau hay là ngồi lại để cầu nguyện xem Chúa muốn mình đi hay không. Họ không làm những điều đó, họ cũng không gặp những học giả thánh kinh để hỏi rằng cái sự kiện thiên sứ báo như vậy đó nó như thế nào theo thánh kinh. Nhưng mà họ chỉ làm một việc đơn giản, đó là họ đã đi xem. Phản ứng của những người chăn có thể không thiêng liêng lắm đối với chúng ta. Như tôi nói, họ không hề suy nghĩ, không cầu nguyện, không suy gẫm, họ chỉ phản ứng với sự phấn khởi, với đức tin. Nghe tin Chúa cụ thể đã giáng sinh, đấng Christ đã giáng sinh, và Chúa đã giáng sinh, thì họ trỗi dậy và họ đi. Sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm điều này, cho nên ông nói rằng Chúa cụ thể Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Những người chăn chiên là những người được Đức Chúa Trời thương. Quý vị và tôi cũng là những người được Đức Chúa Trời thương, cho nên Kinh Thánh đó là bởi vì Ngài thương chúng ta, cho nên Ngài bày tỏ bằng cách Ngài ban con Ngài đến để chết thế cho chúng ta. Họ đã cho biết tin về Chúa cụ thể giáng sinh, họ đã tin và hành động và đáp ứng với tin mừng. Và Kinh Thánh cho biết là họ trải nghiệm một sự vui mừng. Các người chăn chiên trở về tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa. Trước đó họ kinh sợ, trước đó có thể họ than thân trách Phật, nhưng mà bây giờ bởi vì họ đáp ứng được với cái tin được báo cho mình về Chúa cứu thế giáng sinh, cho nên họ đi và họ gặp Chúa cứu thế và họ kinh nghiệm được sự vui mừng. Như chúng ta đọc câu chuyện, chúng ta biết rằng khi ông Joseph và bà Mary đến thành Bethlehem thì gõ cửa quán trọ, thì quán trọ không còn chỗ trống. Nhưng mà Chúa Giêsu không có chỗ ở trong quán trọ, nhưng mà Ngài có chỗ trong lòng của các gã chăn chiên. Và tôi hy vọng rằng Ngài cũng sẽ có chỗ trong tấm lòng của mỗi một quý vị có mặt hôm nay trong chương trình lễ này. Nhà quán xưa không có chỗ cho Chúa cụ thể, nhưng tấm lòng quý vị hôm nay có dành chỗ cho Ngài. Quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an, sự vui mừng của lễ Giáng sinh như các gã chăn chiên khi quý vị mở lòng mình để mời Chúa vào. Cho nên tóm lại, câu hỏi Giáng sinh xảy ra khi nào? Xảy ra hôm nay, ở đâu? Ở tại thành David, tức là tại trong tấm lòng của chúng ta. Và xảy ra điều gì? Là một đấng cứu thế đã được sinh ra. Ngài là ai? Ngài là đấng cứu thế, Ngài là Christ, Ngài là Chúa. Và điều này được dành cho ai? Là cho các ngươi hay là cho người Chúa thương, cho tất cả mọi người? Và tại sao Chúa Giêsu phải Giáng sinh? Bởi vì con người đã bó tay. Và làm thế nào để kinh nghiệm giống như các gã chăn chiên, tìm và tin? Tôi đọc một câu chuyện không biết là có đúng sự thật xảy ra hay không, nhưng mà câu chuyện ghi lại như thế này: có một người trẻ cũng có mặt trong cái nhóm người chăn chiên đêm đó, nhưng bây giờ thì người đó già và có gia đình, có con có cháu. Ngày kia thì hai ông cháu ngồi và ông trở thành ông nội mới kể lại cho đứa cháu nội của mình nghe về sự kiện xảy ra trong đêm Giáng sinh mà mình có mặt. Ông nói rằng trước đây rất lâu, khi ông còn là một cậu trai mới lớn, thì đêm nọ ông ở bên sườn đồi Juda với những người chăn khác, thức đêm canh giữ bầy chim. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với sự vinh hiển chói lòa xung quanh chúng ta. Bọn ông rất là kinh sợ.
Nhưng mà Thiên Sứ phán rằng đừng sợ chi, này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa, và các ngươi sẽ gặp một con trẻ một bằng khang nằm trong mang thọ. Và khi thuật lại câu chuyện này thì môi của người ông run rẩy và một sự yên lặng bao trùm. Đứa trẻ đang thích thú lắng nghe câu chuyện nhưng mà thấy ông mình chợt im lặng và run rẩy thì nó ngước lên, nó hỏi rằng: ông ơi, câu chuyện chỉ có thế thôi à? Ông đã làm gì khi nghe báo tin lành? Những gì thiên sứ nói đó có thật không ông? Và con trẻ Christ đó có thật sự đã từng được sinh ra không ông? Thì người chăn già đã buồn bã lắc đầu tóc bạc trắng của mình và đáp rằng: ông hoàn toàn không biết, bởi vì ông không hề đi xem. Tôi không biết có một người chăn chiên thứ tư như vậy hay không, nhưng mà trong lịch sử 20 năm qua cũng có nhiều người có thái độ giống như nghe báo tin mừng về sự giáng sinh của đấng cứu thế cho cá nhân mình, nhưng rồi hoàn toàn không có thái độ đáp ứng, đi tìm và xem. Có thể trong phòng buổi chiều hôm nay cũng có những người như vậy. Câu chuyện của người chăn chiên trong đêm Giáng sinh đầu tiên mở đầu với sự kinh sợ nhưng kết thúc với sự vui mừng bình an. Họ đã tin và đáp ứng. Và tôi muốn mời quý vị hãy làm điều đó của con. Tôi mời quý vị hãy đứng lên. Và những ai chưa từng tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của mình, chưa từng một lần mở lòng mình ra để mời Chúa nhập vào đời sống của mình, thì tôi mời quý vị đó hãy làm điều này vui có một lần. Chúng ta cúi đầu nhắm mắt lắng lòng, đừng nhìn bên phải bên trái người này người kia, và tự kiểm lại lòng mình có một lần nào đó đã mở lòng mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình để làm của Chúa mình không? Nếu chưa thì buổi chiều hôm nay tôi mời quý vị đó hãy làm điều đó.